Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền, tức là chúng ta học cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, học về giáo lý của đạo Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2008, tức là ngày 22 tháng 4 âm lịch. Bây giờ là 2 giờ, chúng ta có thể làm việc tới 3 giờ 30 phút. Và hôm nay kỳ là kỳ thứ 61 trong cái loạt bài của cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Như 60 lần mà các vị đã nghe đấy, gọi là cái giáo lý thuận hành, là triển khai về cái mặt chân lý trong những cái lời kinh, cái ý kinh mà Phật đã dạy. Mình triển khai về cái mặt thuận, gọi là thuận hành. Mình phát triển cái giáo lý từ dễ tới khó, từ cạn tới sâu, dạch ra một con đường học để hành, để chứng. Học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì gọi là thuận hành. Và trong mấy chục bài mà chúng ta đã nghe đó, có một cái số bài mà không phải hướng dẫn chỉ vẽ trên cái chiều thuận, mà lại là dùng một cái hình thức nghịch hành, cũng gọi là nghịch giáo. Nghĩa là mình phải hiểu trái lại với cái ý tứ của những cái bài thơ, cái đầu đề mà tôi đã triển khai. Thì cái ý đó đó, tôi làm cái ý đó đó, nó có hai cái thứ thơ như vậy, gọi là thơ thuận hành và thơ nghịch hành. Ở giống như Quyền Giác Thiền Sư, Quyền Giác Thiền Sư xưa kia mà độc, độc nhất, có thể nói là độc nhất vô nhị. Quyền Giác Thiền Sư cái bài Chứng Đạo Ca này là nói lên cái việc đó. Cái bài mà mặt thời thuyết, thuyết thời mặt, đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, bao đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc. Cái bài hết sức, cái bài đó nếu mà mình học Phật ít, mình không siêng năng học, mà học mà không có tham thiền, không có quán chiếu, không có tư duy, thì cái bài đó mình nghe, nghe nó kỳ cục lắm, nghe nó lạ lỗ tai lắm, mà có thể nói là không hiểu được thiền sư nói cái gì. Tôi lúc mà tôi học và tôi tư duy cái bài đó, tôi cũng thấy là khó dữ lắm, nhưng mà nhờ tư duy nhiều, nhờ thiền định nhiều mới phát triển ra được. Mặt thời thiết, trước thời mặt, đại thí môn trung vô ổn tắc. Chỉ mặt thời thiết, trước thời mặt có nghĩa là lúc thì lặng thinh, khi lặng thinh thì lại là nói, mà khi nói thì lại là coi như lặng thinh. Mặt thời thiết, khi lặng thinh thì coi như lúc đó là mình nói, trước thời mặt. Còn cái lúc mà mình nói gì đó, nói với ai đó thì lại coi như là không nói gì, coi như làm thế. Đó là một cái thứ giáo lý cái bằng thuận hành nghịch hành ở trong đó. Tôi dịch là khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì, đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao không ngăn ngại và không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma bát nhã là tông. Tông tức là tông chỉ, là mục đích đến. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết.
trời còn khó lường, còn khó biết. Cái bài đó đó, không tham thiền là không bao giờ hiểu được là quyền giác thiền sư nói cái gì. Mà khi mình tham thiền rồi, mình đi sâu vào đạo Phật rồi, mình thấy rất là hay. Khi im lặng mới kể biết đó là đang nói. Im lặng chứ mà nói nhiều lắm, nói vô tận. Cái lúc im lặng, cái lúc ngồi một mình, cái lúc nằm trên võng ở ngoài rừng, cái lúc đi lúc đi cái bằng chậm rãi từ từ đi để mà đi ở ngoài rừng, ở chân đồi, ở mé suối, lúc đó đó, lúc im lặng đó đó, mấy ai biết đó là đang nói vô số, nói vô cùng vô tận, nói với như là viên giác diệu tâm của mình, nói với cái thể tánh tịnh minh của mình, nói với cái chân tâm thường trú của mình, nói với trời bao la xanh thẳm một màu xanh ngăn ngắt, nói với gió thoảng với mây bay, với chim kêu, với dè sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, với biển biệt thông tin nước lớn chưa, nói với nấm mộ đồi quang, nói rằng là an cái nấm mộ đồi quang là an giấc nhìn thu yên đẹp quá, sống cài năm tháng mộng say xưa, nhìn nấm mộ quang cũng nói, nhìn mây bay cũng nói, nghe tiếng dê sầu ngâm khúc buồn thiên cổ cũng nói, nghe tiếng biển biệt thông tin cũng nói vô số kể. Đó là khi im lặng mấy kể biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Nói nhiều mà mình nói trên là chuyện cần thế không, mình nói chuyện tên là chuyện vui của tình thế, vui của ca vũ nhạc kịch, vui của những cái tuồng hỷ nộ ái ố cải lương, hoặc là tuồng chiến tranh, hoặc là tuồng gián điệp vân vân, vui với cái trận đá banh rồi thắng rồi thua rồi đánh lộn hả, rồi khán tính giả đánh lộn ào ào chọi đất chọi đá. Thế thì những cái vui đó là lúc đó mà mình nói nhiều, mà mình bình luận nhiều là cái đó đó. Thế thì lúc đó đối với thiền sư là lúc nói nhiều đó là lại là chẳng nói gì. Cái vui đó thật là chẳng có vui gì, và nói nhiều như vậy chẳng có nói gì, coi như không có nói gì. Khi im lặng mấy cái biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Như tôi nói thành thật thì tôi nói với các Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ học trò của tôi. Có những lúc mà tôi buộc lòng tôi phải nói, cũng không phải buộc lòng mà có lúc là đương nhiên là phải nói. Bởi vì nó ở vào cái lúc đó, cái hoàn cảnh đó, giờ phút đó mình phải nói thôi. Nhưng mà những cái nói đó là cuối cùng rồi, sau đó là mình có thể là không vui, có thể là buồn, thậm chí có thể là ân hận những cái điều gì mình nói. Lúc đó buộc lòng mình phải nói, mà nói rồi sau đó mình ân hận. Thế thì cái nói nhiều như thế để được cái gì? Cho nên đối với người tu hành, đối với một vị thiền sư, lúc nói nhiều mà người ta coi như là không nói vậy đó. Chỉ có đến cái lúc cần thì nói mãi, nói không hết. Tôi thì tôi nói các vị cũng không hiểu được tôi đâu.
Chứ tôi nói ví dụ như giờ tôi ngồi về đây là 1-2 giờ khuya vậy đó, mà bây giờ tôi nói trong cái đầu tôi là lẽ ra tôi phải nói hoài liên tục ngày này qua ngày kia, thậm chí tháng này qua tháng kia, mà nó vẫn còn cái để nói, nó còn có những cái muốn nói và nó hoài mà không hết. Cái đó chuyện mà có thiệt là không ai biết được hết. Nó giống như là điện điện khí của nước Mỹ vậy đó, cứ câu ra hoài, hay miễn có nhà ở tới đâu là tao câu tao kéo tới đó, có nhà ở tới đâu tao kéo tới đó, và điện có đều đặn. Việt Nam mình bây giờ cũng khá vậy đó, nước Việt Nam giờ cũng là điện khí hóa nông thôn, nhưng mà so với nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, nước Đức vân vân các nước tiên tiến thì mình chưa bằng, điện bây giờ cũng khá lắm. Có những cái làng, những cái xã ở nông thôn mà được điện khí hóa rồi đó, vậy vẫn còn có khả năng câu kéo thêm được hoài, mà cũng vẫn còn điện để kéo để câu, và có thể hụt thiếu thì bây giờ phát triển nhà máy điện thêm, rồi cũng sẽ câu sẽ kéo khắp cả nước, từ thành thị tới thôn quê, gọi là điện khí hóa nông thôn, điều đó có thể làm được. Thì với cái người mà học đạo và tham thiền ấy, nó cũng giống như vậy đó. Cái đầu của những người học đạo tham thiền mà nhận thức được chân lý rồi đó, thì nó giống như là điện của một quốc gia tiên tiến vậy đó. Cứ muốn cần là cứ câu điện, nối dây vô là kéo ra là có điện. Cho nên cái câu của Quyền Giáo Thượng Sư nói cái đó, người thường không có tu, không có học là không biết được. Mà có tu có học rồi, có tư duy, có quán chiếu thật sự của từ nơi tâm mình đó, là có hiểu được, có thể hiểu được cái đó, không có gì khó hết. Khi im lặng biết kẻ đó là, mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì, đến khi cần nói mãi nói tuôn thao, không ngăn ngại và không hề vơi cạn ý, cái đó có thiệt. Cái đó có thiệt, mà trong kinh gọi cái đó là Bồ Tát mà tu thiền định tư duy quán chiếu mà nó đã thuần thục, nó đạt tới cái đỉnh trí tuệ, nó đã phát sinh rồi đó, nó phát sinh, nó khai thác được cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí vốn có của mình rồi, thì nó thành tựu được gọi là tứ vô ngại biện tài. Tứ vô ngại biện tài là pháp vô ngại, đúng cái gì, đúng cái pháp gì thì pháp đó trở thành đối tượng để cho mình khai thác, để cho mình nói, để cho mình diễn đạt, bất cứ là pháp gì trong vạn pháp, thấy là nói được, nghe là nói được, ngửi nếm xúc biết đều là đối tượng để nói được, nói vô tận đau hết, gọi là pháp vô ngại biện, hay là nghĩa vô ngại biện. Nghĩa lý nói hoài được hoài mà nói không có sai, nó không có sai chân lý, gọi là nghĩa vô ngại biện. Cái thứ ba là từ vô ngại biện, là càng nói càng trôi chảy, càng nói càng trôi chảy, không có bế tắc ngôn từ. Cái thứ tư là lạc thuyết vô ngại biện, nghĩa là càng nói càng hứng khởi, càng nói càng vui, càng nói càng thanh thoát, nhẹ nhàng, thích thú mà không có bị bế tắc, gọi là tứ vô ngại biện tài của Bồ Tát. Điều đó người thường nghe khó tin lắm, nhưng mà điều đó có thiệt. Nói về khẩu nghiệp thì gọi là tứ vô ngại biện tài, còn nói về ý nghiệp thì cũng bốn món đó mà ta gọi là tứ vô ngại trí. Tứ vô ngại trí nghĩa là cái trí của người ta, cái trí của người ta phát, ta đào sâu ở trong cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, thành ra là đụng đương đầu với pháp thì là pháp nó ra ào ào, nó ra vô tận, gọi là pháp vô ngại.
cũng gọi là tứ diệu ngại trí hay là tứ diệu ngại giải, tứ diệu ngại biện tài là nói về bên biện, về khẩu nghiệp, mà tứ diệu ngại giải là tứ diệu ngại trí là nói về ý nghiệp. Bồ Tát đó gặp chánh pháp, đối đầu với chánh pháp là pháp gì nó cũng trôi chảy được hết, ta gọi là pháp vô ngại. Nghĩa vô ngại là nghĩa lý nào cũng hiểu được, cũng nói được, cũng hiểu được, hiểu cách chính xác. Rồi từ vô ngại là lời lẽ lẽ nào cũng hiểu được, chân lý nào diễn đạt cũng được, gọi là từ vô ngại. Rồi lạc thuyết vô ngại là càng hiểu rộng, nó lại nhân cái hiểu rộng đó ra, biết tất cả, hiểu tất cả, không có cái sự trở ngại. Cho nên là cũng bốn món đó mà tôi gọi là tứ vô ngại giải, tức là nói về ý về trí. Điều đó có thiệt, nó có thiệt rồi, nó giống như là tôi nói cái điện khí quá vậy đó, cái nước người ta làm điện sẵn rồi nhiều rồi thì cứ câu và câu bao nhiêu cũng được hết á, hả, có cái nhà là câu ra nữa vậy hả, ai đó cất một cái nhà là cứ câu theo đường điện đó dẫn vô nhà xài thôi. Thành ra là thuận hành, đến khi cần phải nói mãi, nói tuôn thao, nói không sợ thiếu thốn, sẽ không sợ bế tắc. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma bát nhã là tâm. À, cái chỗ đó đó mà không có học Phật là không có biết đâu nha. Sở dĩ mà được tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải, tứ vô ngại biện tài như vậy đó là xin thưa rằng ma bát nhã là tâm. Cái tông chỉ mình để phần tựu được bốn cái thứ vô ngại đó, đó là phải học ma bát nhã, phải tu về ma bát nhã, tức là phải tu về trí tuệ. Cái đó cũng khó hiểu nữa. Nếu là đệ tử Phật mà không tu học bát nhã ba la mật thì nói cái đó các vị cũng không tin đâu. Các vị chưa biết để mà tin, các vị không chứng minh được để mà tin. Chứ còn cái người mà có học có tu ma bát nhã đó không có gì khó hiểu hết. Các vị tu học như quyển tam ma đề, như quyển tam muội rồi, các vị có được như quyển tam muội trong đời sống của các vị, thì cái chuyện mà pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại, điều đó có thiệt. Tứ vô ngại biện, tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải, điều đó có thiệt. Cho nên là điều đó có thiệt là phải xin thưa rằng ma bát nhã là tông mới được. Mà chỉ có cái người mà thành tựu được như quyển tam muội rồi đó thì mới việc làm ra lúc như thị, lúc như phi. Lúc như thị thì chuyện ra là dễ hiểu rồi, còn lúc như phi mà vẫn không trái đạo. Chứ thị là đúng, chứ phi là không đúng. Vậy mà cái người thành tựu được như quyển tam ma đề rồi, thành tựu được như quyển tam muội rồi đó, thành tựu được ma bát nhã ba la mật rồi đó, thì lúc như thị là đúng đã đành, mà lúc như phi cũng vẫn không sai chân lý, cũng vẫn lợi lạc mình, lợi lạc người, lợi lạc cho tất cả. Cái đó khó hiểu lắm. Cho nên là tôi nói ví dụ đây này, chứ tôi không bảo các vị phải nghe lời tôi và để mà tôn dùng kính quý tôi đâu. Không, tôi nói ví dụ như Phật tử cũng có cho tôi biết đó. Nó có lúc tôi nói mạnh quá, nói dường như là nói thầy này nói thầy kia, hay là có lúc là tôi nói với trời Phật và tôi cũng không sợ, cũng không tin quỷ thần, tôi cũng không sợ, tôi cũng không tin, tôi nói thẳng quá. Có Phật tử đó, thầy tụi con gắng nghe được, nhưng mà thầy nói vậy rồi nó đụng tới mấy thầy khác, rồi nó đụng tới vị trời Phật thánh thần khác, rồi có người ta nghe không nổi.
tôi cười quá. Tôi nói cái đó là lúc như phi đấy. À, nhưng mà không hề có lỗi. Bởi vì tôi nói ví dụ như, tôi nói thì các vị nghe cũng không nổi nữa, khó nghe quá, thành riết rồi tôi cũng không muốn nói nữa. Tôi nói nghe như nặng nề vậy, nhưng mà nặng nề với ai? Tôi nói như nặng nề với những cái mà hoàn toàn trong đạo Phật không, coi như cái đó không có, người đó không có, ông đó không có, con đó không có, thằng đó không có. Thế thì thằng đó không có, tôi nói thằng đó không có. Vậy là gọi là tôi hổng hay sao? Tôi vô lễ hay sao? Đâu có phải. Tại cái thằng đó không có thì tôi nói thằng đó không có. Thằng đó không có là cái thằng gì? Vậy là gọi là hổng hay gọi là mình thô bạo hay nặng nề? Đâu có phải. Tôi nói ví dụ như 10 cái ông Diêm Vương thập điện đi. Thập điện là tại các vị tưởng tượng là các vị tưởng có 10 cái ông nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện, ngũ điện, lục điện, thất điện, bát điện, cửu điện, thập điện là các vị cúng làm tuần. Ở các vị cúng làm tuần là mỗi một tuần thất vậy đó, là cúng ông nhất điện, là thất thứ hai là cúng ông nhị điện. So với giáo lý đạo Phật tôi nói không có những cái thằng gì Diêm Vương nào hết. Vậy là tôi hổng ư? Vậy là tôi có tội ư? À, vậy là tôi đụng chạm tới Diêm Vương ư? Không phải. Tôi là đệ tử Phật, tôi học đạo Phật. Đạo Phật dạy cho tôi biết rằng là địa ngục cũng là tâm ta làm ra mà ta chịu cái khổ như là cái khổ địa ngục. Mà chứ địa ngục là tôi đã giảng rồi, chứ địa ngục nó không có cái thằng nào làm chủ hết á. Chứ địa ngục là ta dịch đó là khá yếm, là khá cụ nè, khổ khí nè, bất là bất lạc nè, là vô nè, là hữu nè. Thế thì cái chữ địa ngục là sao cái nghĩa như vậy? Gọi đó là địa ngục. Khá yếm là khá cụ nè, bất lạc nè, khổ khí là khổ cụ nè, vô nè, hữu nè. Cái đó tôi giảng rồi, bây giờ nói lại thì các vị nói ô thầy vừa nói tôi vừa hiểu hết rồi. Hiểu hết mà các vị không có vận dụng được. Mà không vận dụng được đó thì là dầu tôi giảng rồi đó mà các vị cứ sợ 10 cái thằng nhất điện, nhị điện cho tới thập điện đó. Cho nên là các vị cúng cái thất tuần thứ nhất nè, là một thằng nhất điện nè. Rồi cái thất thứ hai là các vị đọc sớ nè, gì đó, đệ nhất điện đại đức từ vô chiếu hạ cung can ngã. Mấy ông thầy đọc sớ vậy đó, cúng ông nhất điện. Rồi thất thứ hai là đệ nhị vị điện ha, đệ nhị điện đại đức từ vương án tiền chiếu hạ cung ca ngữ. Có nghĩa là tôi dâng lên tôi cúng ông đệ nhị điện, tôi thành khẩn tôi dâng lên. Rồi tam điện cũng nói vậy, cho tới ông thập điện là cái làm tuần mãn khó đó, để cúng thập điện đó. Để thập điện đại đức từ dương án tiền chiếu hạ, nghĩa là ngồi trên mạng hương án dòm xuống để chứng chiếu cho tôi. Chúng tôi cũng dâng lên đây rồi cũng cung can đọc sớ như vậy đó. Rồi tôi học Phật, tôi nói cái đó không có, rồi các vị nói tôi hổng như Diêm Vương à. Tôi đâu có hổng, tại các vị nói tôi hổng cho tôi đâu có hổng. Rồi những người mà làm không trúng đạo Phật thì tôi nói những cái việc làm sai trái không trúng đạo Phật, chứ không có cái tên nào là cái tên sai trái. Vậy thì tôi hổng là tôi hổng với ai? Tôi vô lễ với ai? Tôi xem thường ai? Không hề có vô lễ với ai, không hề có xem thường ai, không hề phải có đụng chạm tới ai. Tôi nói những việc làm sai trái bất cứ là của ai. Nếu người đó làm sai trái không đúng kinh điển của đạo Phật thì người đó không được gọi là đệ tử Phật, mà không hề đụng chạm tới ai hết.
Cái chỗ đó là cái chỗ mà các Phật tử không không hiểu được đó. Rồi rồi có khi sợ nó đụng tới mấy thầy nào. Đã gọi là thầy thì không có làm những cái điều sai trái giống như tôi mô tả những cái sai trái đó. Còn thấy là sai trái đó thì không phải là thầy. Cái đó không phải là thầy. Không phải là người đệ tử Phật. Mà thế thì tôi nói là mình nói đây là nói trong cái phạm vi của người đệ tử Phật với nhau. Còn các tôn giáo khác quyền tự do tín ngưỡng thế giới ta để chấp nhận như thế. Thì tôi luôn luôn là tôi nói điều đó nè. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do dân chủ của đất nước của người ta. Thì mình đâu có được quyền nói cái gì. Không xâm phạm quyền sở hữu nước này của nước này tới nước khác. Không xâm phạm luật pháp nước nào thì phải giữ gìn của nước đấy ha. Thế nên cái tôn giáo tín ngưỡng này cũng vậy. Thế giới ta đã quy định rồi, Liên Hợp Quốc đã quy định rồi, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu, tự do hành động, tự do dân chủ của ai đấy làm. Còn những điều tôi nói là tôi nói cái trong đạo Phật không có cái đó. Còn nếu ai làm mà có cái đó có nghĩa là không phải của đạo Phật. Thì ai làm cái đó thì tự mình làm cho mình đúng rồi mình chịu chứ. Cũng như là quấn giặc thì ta cái bãi chiến trường thì ta cứ ta bắn hai bên ta bắn vậy đó, rồi mình chạy vô giữa rồi mình chịu chứ, cái đó mình đâu có bắt thường nhân mạng ai được. Do vậy cho nên là trong cái vụ chết á, con người mà chết á, có những cái mà gọi là ngoạn tử. Thí dụ như bãi chiến trường của người ta, vì mình là cái người không có quấn giặc thì mình đừng có vô trong bãi chiến trường. Mà mình đi vào trong cái chỗ chiến trường đó thì chết ra, cái đó là đạo Phật gọi là quanh tử, chứ không có gọi là số hay là mạng hay là kiếp gì hết trời. Không có kiếp cũng không có số cũng không có mạng gì hết đó. Mà tại mình ngu quá đi. Chiến trường là tao quýnh giặc, tao bắn qua bắn lại tàn sát như vậy, rồi mình đi chặn giữa đó thì chết thôi chứ. Cũng như cái chỗ người ta nuôi rắn hổ, rắn cái mấy gầm ta lấy nọc, rồi mình đi vô trong cái mình lội càng ở trong chỗ đó vậy đó, thì rắn hổ của mình là rắn mình chết, cái rắn mình chết thì chết bỏ chứ, tại mình ngu quá vậy chứ đâu có số có mạng có kiếp gì. Cái đó là gọi là quạnh tử. Còn xe quê kỳ rồi ta chạy cái rồi gọi là hai quê đó, rồi ta chạy một giờ vậy tầm 20 cây số, tầm 50 cây số. Rồi xe ta đang chạy vậy, cái đường mình chọc ra cái rồi mình chạy ngang à. Cái đó thì chết như vậy là đâu có gọi là số mạng gì được đâu. Cái đó gọi là quạnh tử, mà tại mình ngu quá. Cho nên là cái điều mà tôi nói đó. Rồi Phật tử tội nghiệp nói, ồ tôi nói về nó đụng mấy thầy sao? Đâu có thầy nào. Tôi nói ví dụ như là dạy người ta quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan thì cái đó là tôi nói vậy thôi. Tôi nói ví dụ như là cúng vong cúng linh là cái nghĩa không được mà, thì tôi đâu có nói thầy nào hả? Anh làm thầy chùa phải không? Ủa hay là thầy gì đó tôi không biết. Ngày người ta mới chết là anh lấy tiền của người ta nhiều rồi anh nhớ không? Anh tụng bao nhiêu thầy kinh này lấy bao nhiêu tiền anh nhớ không? Rồi 3 ngày anh vẫn tụng nữa, anh lấy tiền nữa, mà tôi nghe dường như cũng cái kinh đó. Rồi 1 thất anh cũng tụng như vậy, anh cũng lấy tiền. Rồi 2 thất anh cũng tụng như vậy, anh lấy tiền. Rồi tới 7 thất cũng vậy, tới thất thứ 9 gọi là đệ cửu điện đại đức từ dương án tiền chiếu hạ cung can ư, anh cũng đọc cái sớ như vậy. Rồi cái 2 năm á anh cũng đọc cái như vậy. Thế thì là những cái lần trước đó, anh tụng kinh có siêu không? Nếu siêu thì người ta đã siêu rồi. Thì còn tụng những lần sau để làm gì? Còn nếu nó không siêu thì tại sao lấy tiền những lần trước? Sao không để lần thứ 10 này nó siêu một lần cho nó đỡ khổ cho dân nghèo? Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là không phải là nói xúc phạm tới các thầy của đạo Phật.
các vị thầy của đạo Phật, gọi là thầy mà thầy của đạo Phật, gọi là vị tỳ kheo của đạo Phật, tôi không hề có xúc phạm. Mà tôi nói cái cách cúng là như vậy không phù hợp với đạo Phật, không trúng của đạo Phật, thì cái đó ai làm cái đó thì nếu mà mình sợ đụng cái người đó là tự thấy đụng mình thì mình đừng làm cái đó. Mình là người đạo Phật mình đừng làm cái đó, làm cái đó là nó sai với đạo Phật. Còn người ta nói là người ta nói cái đạo Phật, chứ không phải người ta nói mình là cái ông gì, là cái đức gì đó, cái địa vị gì đó là chuyện đó, chuyện của mình, người ta không có động tới. Cho nên cái Phật tử có khi nhẹ dạ nói cái chỗ đó, tôi nghe tôi biết. Có khi có Phật tử có ý can tôi nói nhẹ hơn để đụng mấy thầy, không hề, tôi chưa hề đụng thầy nào hết. Không hề đụng thầy nào, và cũng không hề có ác ý với một thầy nào, với một tăng ni nào, với một Phật tử nào. Tôi nói ví dụ như những người mệnh danh là Phật tử mà thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến hữu kiến, giới cấm thủ kiến còn nguyên, thì tôi nói những vị đó gọi là Phật tử mà không có được giảng sanh cực lạc bao giờ, không bao giờ có được niết bàn, như vậy là tôi công kích Phật tử ư? Không, không có công kích Phật tử nào hết. Rồi còn ví dụ như chư tăng ni, mà tăng ni mà cũng thân kiến còn nguyên, biên kiến còn nguyên, tà kiến để nguyên, kiến hữu kiến, giới cấm thủ kiến để nguyên, như vậy mà đòi giảng sanh cực lạc ở trong một thế giới tịnh độ của chư Phật. Tôi nói rằng là nếu mà mình không tu tập cái đó là mình không có tịnh độ ở đâu tìm có bao giờ. Vậy là tôi hổng ứ. Cho nên cái chỗ đó đó tôi suy nghĩ, tôi nói vậy rồi Phật tử suy nghĩ kỹ đi, rồi chư tăng chư ni suy nghĩ kỹ đi. Không có đụng mà nha, không có đụng các vị vậy. Mà đây là nói theo lấy cái sự chỉ mực của đạo Phật. Mình né ngay căng ra một đường ngay vậy, rồi né cái lằn mực vậy đó. Nếu như mà thợ mộc mà muốn cưa cây cho ngay để gọi đó là người thợ mộc, thì cứ theo đường chỉ đó mà cưa là mới lấy ra con gỗ ngay để mà xài. Thế thì là cái né là cái đường chỉ mực như vậy, không có gì tội lỗi đối với người làm thợ mộc cả. Ta mới nẻ đường chỉ đó, ta cưa theo đường chỉ đó, ta mới có tiền gỗ ngay mặt thẳng để mà xài chứ. Cổ nhân người ta nói là mộc tùng thần tắc trực, và quân tùng gián tắc thách. Gỗ mà nó theo dây mực á, thì nó được thành cái gỗ ngay. Vua mà nghe lời trung thần á, thì ông vua đó trở thành là thánh quân. Thế thì là tôi có quyền, tôi là thầy chùa mà, tôi là mệnh danh là đệ tử Phật, tôi có quyền nói bằng kinh Phật. Tôi là thợ mộc, tôi có quyền để lấy gỗ ngay, tôi có quyền kéo sợi dây mực, tôi nã một cách tách, căng thẳng dây mực, rồi tôi cầm sợi dây mực, tôi búng nó nã một cách tách, cái là cái đường ngay đó, đó đem cưa, mà cưa ngay là mới có gỗ ngay đó. Còn cái u cái bắt nào mà là không chiều theo cái đó là được lãi bỏ, được cưa bỏ, thì sao mập tôi có quyền làm vậy, tôi mới có gỗ ngay chứ. Làm tu sĩ, làm pháp sư, làm thiền sư, mình phải nói thẳng mới có được trúng chánh pháp chứ. Người ta nói thẳng, người ta nói đúng rồi mình gọi là nói hổn, nói xúc phạm người khác, nói như vậy không được, nói như vậy là không có công bình. Muốn người ta làm thợ mộc mà không cho người ta né mực, không cho người ta cưa thì làm sao có gỗ thẳng. Làm vua mà không cho những việc ông quan trung thần can gián thì làm sao mà có vị thánh quân. Cái câu chữ của ta đàng hoàng đó, mộc tùng thần tắc trực và quân tùng gián tắc thánh. Gỗ mà muốn có gỗ ngay, gỗ phẳng, gỗ bằng để mà làm tủ, làm bàn, đóng dách, đóng kệ mà xài, thì cái gỗ đó phải chịu nẻ mực thôi.
Né mực người ta cưa phải có gỗ tốt, phải gỗ bản, phải thẳng thẳng, rồi ta còn bào nữa cơ. Mà bào là phải bào trường nha. Cái bào mà muốn cái bào gỗ cho thẳng là cái bào nó phải dài, cái là từ cỡ 6 tấc tới 8 tấc mới lấy gỗ thẳng được. Chứ nếu mà các vị mà thấy cái bào cục ngắn có chừng gan đó, cái bào đó để bào cái cây cong cong quẹo quẹo, chứ cái bào đó là đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế không được, không lấy được cây ngay đâu. Cho nên là bào nó có bào dài, bào ngắn, nó gọi là bào trường, bào đoạn. Còn cái bào lưỡi mèo là để ta móc ở trong mấy cái kẹt, mấy cái chỗ người ta lộng, nó cong queo đó. Thế thì bào ta cũng có nhiều thứ bào mà. Muốn lấy cây ngay là phải xài bào trường, cái bào cỡ tám đó. Cho nên là cái chỗ sai lầm mà Phật tử có lòng thì tôi cảm ơn, nhưng mà đều nói vậy tôi không nghe đâu. Khuyên chứ tôi không nghe, dầu cho tôi có chết bỏ thì cũng không nghe. Bởi vì tôi đã mập rồi, tôi là phải ai được quyền kéo mực ra, tôi nẻ mực rồi. Thấm ốc mà không có cái ốc mực, không có sự dây mực thì không làm gì được hết. Cũng như thợ hồ mà không có lập lòn, không bao giờ làm thợ hồ được. Còn tôi làm đệ tử Phật thì tôi phải nói kinh Phật chứ. Cái nào không phải kinh Phật là tự nó đụng rồi nó phải dội rồi giặt ra. Còn kể cả là quả tiễn liên lục địa cũng vậy. Cái đường của nó đi là nó đi à. Đó nó là tự nhiên là nó đụng nó nổ là tiêu tan là ráng là chịu á. Chứ nó đi thì trời để nó đi đi. Còn nó làm cái quả tiễn lá trắng mà bắn lên đập đinh nó đụng là nó nổ. Nó đụng nổ là tại cái người trắng kia. Chứ còn cái đường quả tiễn tự nó đi vậy. Nó đi rồi phải đi thẳng đường vậy đó. Cho nên cái chỗ đó là Phật tử phải suy nghĩ lại. Không có thương tùm lum được. Mình biểu dĩ tình sao dĩ tình được, họ mọc mà kéo dĩ đồ mực ta nẻ mực mà mình biểu nhẹ làm cho để cái u kia nó đừng có bị cưa, đừng sức cái u kia, đừng sức cái chỗ cái cây mà nó vồ đó, đừng nẻ mực nó đụng thì làm sao mà làm thợ mọc được. Chỗ đó đơn giản vậy đó mà bị cái cảm tình riêng biệt các bạn, thành nó khó hiểu lắm. Khó hiểu kinh điển là cái chỗ đó. Tôi nói nãy giờ đó cũng là nhắc nhở Phật tử để tập cho mình có một cái, người ta là ở đời người ta làm một người mình làm nên danh phận của một vị tướng đó, ha? Của một quý nhân người ta làm một vị tướng ở trong đời đó. Thì tôi đọc cái chuyện xưa đó, những người tướng giỏi đó ta sử dụng nhiều mặt lắm. Ví dụ như là cần, kiệm, rồi liêm, rồi chánh, rồi tài, rồi đức, rồi ân, rồi oai, mới làm ra một cái bậc gọi là thiên tài của một thời đại. Có đủ đức tánh đó mới thành một bậc thiên tài, một bậc vĩ nhân của xã hội, của một thời đại nào đó. Cho nên là cái đó nó phải đụng ra. Có những lúc phải sử dụng ân, mà có những lúc phải sử dụng oai. Có những lúc phải dùng nhu, mà có những lúc phải dùng cương. Mà giảng kinh nó cũng vậy đó. Giảng kinh thì có lúc là giảng thuận hành, mà có lúc phải giảng nghịch hành. Thuận hành cũng gọi là thuận hạnh, nghịch hành cũng gọi là nghịch hạnh. Nói mạnh, nói cứng. Mà trong đạo Phật ta gọi đó là tồi tà phụ chánh. Anh muốn nói cái chân lý chân chánh thuận hành á, thì một mặt anh phải xô dẹp những cái thứ mà giáo lý sai trái, ta gọi là nghịch hành á, mình phải đánh đổ, phải xô dẹp nó đi, gọi là tồi tà phụ chánh. Chứ anh phủ chánh không, anh không tội tà thì người ta biết cái nào là tà để người ta bỏ. Anh phải nói cái tội tà chứ, anh phải xô dẹp cái tà đi, anh chỉ rõ cái đó là tà, để cái người nghe người ta bỏ cái tà.
anh chuyển vô cái chánh để ta nghe, rằng ta lấy cái chánh gọi là tội tà vũ chánh. Do vậy cho nên là cái học Phật nó khó cái chỗ đó. Không khó, ai cũng có khả năng làm được hết, nhưng mà đều phải đủ sức à. Cơm rồi nhu rồi trí rồi ngu rồi trí công rồi vô tư rồi đức rồi quy, nó đủ mặt hết trong đó. Chứ thí dụ như giảng kinh mà cứ nói cái nào cũng hiền lành không, không được. Hiền lành không thì rốt cuộc là không có cái nào hiền lành hết à. Phải cho ta biết cái gì là cái không hiền lành, cái gì là cái không tốt, cái gì là cái tốt. Cho nên cái điều mà mình nói đó chẳng qua là thuận hành, nghịch hành vậy thôi. Cái đó là kêu bằng thiên mặt tắc, trời cũng khó biết rồi. Bữa nay coi như là được 60 bài rồi, giờ tôi gợi ý Phật tử một cái cách nhìn, cái cách nhận thức về cái đường lối của đạo Phật. Mình không gọi là làm bằng cái cách nhu nhược, không, không phải vậy. Cho nên là thơ của tôi đó mà các vị nghe rồi đó, nó có một số gọi là thuận hành, tức là chuyển dương giáo lý chánh pháp mà mình phải đi theo. Rồi có những cái bài thơ gọi là nghịch hành, là lấy những cái trái ngược, cái tệ hại sai trái để diễn đạt cái mặt sai trái. Đó, thuận hành nghịch hành thiên mặt sắc là vậy đó. Cho nên là có những thơ các vị để ý đó, phải hiểu phản nghĩa, phải hiểu nghịch nghĩa. Nói cách khác là nó giống như thơ ở văn học ở bên ngoài đời á, nó có cái loại viết văn mà để xây dựng, còn có cái loại văn mà gọi là văn châm biếm, ta gọi là phiếm luận, ta gọi là châm biếm đó. Văn châm biếm là phải hiểu nghịch lại, chứ còn nếu mà nghe theo cái châm biếm đó thì nó không có thành tựu cái mình muốn tìm hiểu, mà phải hiểu ngược lại. Thành ra bữa nay tôi nhắc cái chỗ đó để Phật tử để ý đó. Có những bài thơ thuận hành là nghe theo cái đó, học tham thiền quán tưởng tư duy theo đó, còn có những cái phải phản ngược lại, hiểu cái nghĩa ngược lại. Ví dụ như tôi nói một cái bài mà các vị nghe là hãi hùng luôn á, mà tôi không biết là các vị có dám nghe không, chứ tôi nói lên là các vị hãi hùng luôn á. Đây là cái loại cái mà nghịch hành đó nè. Tôi nói ví dụ như cái bữa đó tôi đi an tôi đi chơi, đi tham dự chơi mà gặp cái lễ an vị Phật, cái bằng an vị thánh tượng. Thì cái chữ thánh tượng đó thì đối với tôi thì ông gì cũng được, tôi cũng cứ gọi là thánh tượng đi. Thì người ta cũng mời tôi đứng vào, rồi tôi cũng đứng. Nhưng mà nói đúng là biểu tôi cầm nhang là tôi cũng cầm vậy, chứ còn thiệt ra thì tôi có nguyện cái con khỉ khô gì tổng hết. Nhưng mà tôi vẫn cầm nhang. Cái đó gọi là tùy thuận, chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không qua, tùy thuận chúng sanh vậy thôi. Thế thì là cái bữa đó tôi làm cái bài thơ này nè, trong cái bài, cái tập thơ, tập 2 đấy. Mà ý là tôi chưa muốn nói gì các Phật tử bây giờ, bởi vì tôi nói là các vị giật mình và sợ hãi, thậm chí là có người run nè, run sợ, không dám nghe. Bây giờ tôi giới thiệu đây với các vị đây này, rồi các vị có muốn sợ là sợ. Chứ tôi đã chấp nhận làm thờ mộc rồi thì kéo chỉ chứ sao? Kéo gì mà nẻ? Đây cái bài thơ nó vậy nè. Bài thơ gọi là cái lễ an vị thánh tượng, và bài thơ này gọi là huynh đệ chi tình. Huynh đệ chi tình. Cái đầu đề của cái bài thơ đó là huynh đệ chi tình, tức là cái tình anh em. Nói là cái tình anh em. Thơ rằng:
anh đã sanh rồi, em chữa sanh, em vì vị ngã quá đành hanh, lẽ thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em. À, cái bài đó là cái bài nghịch hành đó. Anh đã sanh rồi em chữa sanh, anh sanh rồi em chữa sanh, tức là em là em của anh chứ gì nữa. Giờ mà em vì vị ngã quá đành hanh, em leo lên, em đứng lên trên cái bàn cao, thậm chí là chân bông chân hoa rồi đem hương đèn rồi này kia trang trí, em đứng cạnh đó, mà em là cái người sao anh, mà em vì bản ngã em nói em là thần, em là thánh, em là ông gì bà gì đó, em đứng lên trên đó, tức là tôi nói cái tượng đấy, cái tượng đó là ông gì tôi không cần biết, mà cái tượng đó là sao cái người sanh, sao cái người muốn làm tượng, và sanh sao cái người thợ hồ, cái người thợ đúc đồng. Nếu tượng nó bằng đồng là sanh sao cái người thợ đúc đồng, nếu tượng nó bằng gỗ là sanh sao cái người thợ mộc, nếu tượng nó bằng gỗ bằng xi măng là sanh sao cái người thợ hồ, nếu cái tượng nó bằng đất là cái tượng nó sanh sao cái người thợ gốm, và càng sanh cái người thợ gốm lại sao cái người mà tôi đây, là tôi bỏ tiền ra, tôi bỏ tiền ra thợ hồ mới làm, thợ gốm mới làm, thợ mộc mới làm chứ. Vậy là tôi là cái người đáng bậc ông chứ không phải là bậc cha nữa, mà không phải là bậc anh nữa. Tôi nói bậc anh là nhẹ đấy, chứ còn vô hơn bậc anh mà ngang bằng bậc cha, mà vô hơn bậc cha là bằng bậc ông. Bởi vì tôi là người bỏ tiền ra, tôi bỏ 30 triệu tôi đặt ông thợ hồ làm cái pho tượng. Thế thì là ông thợ hồ là vì tôi mới làm cái pho tượng, mới đúc ra pho tượng, mới chạm ra pho tượng. Thế thì tôi là người bỏ tiền ra, rồi thợ hồ mới làm mới có pho tượng. Vậy thì nó thuộc về cháu rồi đó. Vậy mà em vì vị ngã quá đành hanh, thói thường em kính anh thì phải chứ. Tôi kể là em thôi, chứ tôi kể là chưa kể là con hay là cháu. Thế thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em, quyền huynh thế phụ thay lời cho cha mà để sắp xếp hướng dẫn công việc cho em, đó là cái phong tục của anh ông. Mà bây giờ để đây cho anh mà phải làm lễ kính lại em là sao? Đó là cái ý của tôi nói. Tôi nói mà tôi chưa cách nghĩa, mà có một người Phật tử ở Việt Nam mà nói câu đó tôi nghe tôi hết hồn luôn. Tình cờ cái ông đó, ông thấy bài thơ rồi, ông nói, ông vỗ tay lên, ông nói, ôi chết rồi. Cái bài thơ này, cái giá trị nó ngang bằng với là cái bài thơ của Đơn Hà Phiêu Mộc Phật. Phật tử có nghe, nếu mà có nghe băng của tôi nhiều, tôi có giảng về vấn đề thiền sư Đơn Hà đó. Tình cờ bữa đó khuya trời lạnh, mà giống như ở Lạc Sơn, đồ tài dương của tôi đình lạnh, buổi khuya lạnh lắm. Ông Đơn Hà ông bưng Phật gỗ xuống, ông chẻ ra, rồi ông đốt ung, và một phần là lấy nấu nước uống, một phần là ung cho ấm. Rồi ông viện chủ tình cờ ông gặp, ông nói, ôi sao lại ông thầy lại làm như thế này, tại sao thầy dám bưng Phật mà thầy trẻ làm củi rồi đốt để ung và để nấu nước vậy nè. Ông Đơn Hà ông nói, thì nhờ ông để kiếm tìm một cái sai lợi ấy mà. Ông kia ông xứng lên mày nên muốn rụng chân mày vậy đó. Ông nói làm gì mà có xá lợi ở trong tượng Phật. Ông Đơn Hà ông tỉnh bơ ra, ông nói thì nếu ông này không có xá lợi thì kiếm ông khác. Đó. Viên chủ thì sững sờ là hãi hùng. Đơn Hà thì tỉnh rượu vậy đó.
là cái đó là cái giá trị của cái bài thơ đó, là người ta đạt đạo rồi, người ta nói rằng ở trong Phật gỗ, Phật đồng, Phật xi măng, Phật đất, Phật vẽ không hề có Phật. Cho nên tôi chẻ cái ông này, tôi đốt cái ông này, không phải là đốt Phật đâu. Nếu thật sự là Phật là đốt là phải có xá lợi, đốt để tìm xá lợi. Mà ông này không có xá lợi thì đốt ông khác. Mà nếu đốt 1000 ông mà không có xá lợi, có nghĩa là 1000 cái tượng đó không có tượng nào là tượng Phật cả. Đó, ông Đơn Hà ý người ta dạy như vậy đó, tôi gọi là nghịch thần đó. Cũng như cái bài thơ mà cái huynh đệ chi tình của tôi đó là nghịch thần đó. Anh đã sanh rồi, em chữa sanh. Anh đã mướn người ta làm anh mà em mà. Anh đã đặt người ta làm ra tượng em mà. Anh đã sanh rồi, em chữa sanh. Em gì dị ngã quá đành hanh. Bây giờ em gắt gỏng, em tự cao, tự đại, tự tất, tự hào. Anh tự, em tự cho anh, em là thần thánh. Em đứng trên bàn, rồi phải trang trí bông hoa hương đèn để. Rồi bây giờ thậm chí là bắt anh lại em nữa hả? Quá đành hanh là vậy đó. Anh, em cao ngạo quá, em vô tình quá, em nỡ bắt anh là cái người mà mua em, tạo ra em, nhờ người ta tạo ra em, bây giờ anh phải lại em à. Vậy là em vị ngã quá, em vì vị ngã quá đành hanh đối với em, quá khắc nghiệt đối với anh, quá tệ bạc đối với anh. Anh là người mua em, làm ra em kia mà bây giờ anh phải lại em. Thói thường em kính anh thì phải, dầu không lại đi nữa hả, em kính anh thì phải. Ở đây chẳng những không kính mà để cho để cho anh lại em, lại để cho quyền huynh. Anh là cái người quyền huynh là lẽ ra phải thế phụ, sắp xếp mọi việc cho em phải nghe anh. Vậy mà em không nghe anh, mà em lại để cho anh phải lại em, phải đốt nhang khấn nguyện lại em, là nghĩa lý gì? Thông thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em? Vậy mà ở đây lại quyền huynh thế phụ mà phải lễ bái em, phải lại em. Đó, cái đó đó, một ông Phật tử tại gia mà ông đọc được bài thơ, ông phát biểu cái Phật tử nói lại tôi nghe, tôi nói thôi, trên đời này không phải là ai cũng buông thả lơ tơ mơ hết đâu, mà cũng có những cái người mà sâu sắc ghê gớm như thế. Tôi nghe tôi vừa sợ và tôi vừa mừng là gì? Trên đời này có những người người ta tu tập, người ta tư duy, người ta quán chiếu sâu sắc từ lâu đó chứ. Tuy nhiên là cái đó hãy coi chừng, ít lắm. Còn cái người mà nói rằng cái bài thơ tôi nói vậy là tội đó, cái nói nhiều lắm. Nhiều người nghe tôi nói mà nếu tôi cách nghĩa như vậy nè, là nói tôi là tội lắm, nói vậy là hổ là tội lắm. Mà cái người mà nói tôi nói vậy là hổ là tội đó, là phải tư duy, phải thiền định lại đi. Đừng sợ tội cho tôi. Tôi xin cảm ơn cái sợ đó, mà đừng sợ tội cho tôi. Tôi không có tội đâu. Bởi vì trong cái mà gọi là ông, nó không có ông gì đâu hết á. Cái gọi là bà, nó không có bà gì đâu hết á. Do vậy cho nên là cái đó là cái mà mình thiệt thòi lỗ lã. Mình không có học chánh pháp, mình không có hành chánh pháp, mình không có sống đúng chánh pháp. Nên mình làm cái chuyện lỗ lã vậy đó, lỗ lã về tiền bạc, về nhân phẩm, về tư cách, về cái Phật tánh của mình. Mình làm tốt cái Phật tánh mình, rơi rớt đâu mất đi, là tại vì mình không có tu trí tuệ. Chứ làm bài thơ như vậy cũng như Đơn Hà mà thiêu Phật, thiêu Phật gỗ gì vậy, Phật cốt gì vậy đó, không có tội đâu. Đừng sợ giùm người ta vậy mà uống cho mình đấy, đừng sợ. Cũng như Phật tử dặn tôi phải nhẹ nhẹ chút để đụng người này, đụng người kia, đụng ông nọ, không có. Cảm ơn cái lòng đó, nhưng mà đừng sợ giùm như vậy. Tôi không hề có đụng bất cứ ai,
Vì tôi không hề cạnh tranh quyền lợi với bất cứ một người nào. Từ suốt năm nay tôi 81 tuổi rồi, không cạnh tranh quyền lợi với bất cứ một người nhỏ lớn nào, không cạnh tranh chức tước, bất cứ một chức tước gì từ nhỏ tới lớn không hề cạnh tranh. Mà cái trước sau như một, người ta gọi tôi là thầy chùa cũng được. Còn thông thường á, người ta thấy tôi tu thì cũng ở chùa rồi, cũng học Phật rồi, cũng đi giảng kinh rồi được á, thì người ta gọi tôi là thầy. Thầy Từ Thông được rồi, cả đó được rồi. Thầy Tỳ Kheo được rồi. Còn đại đức tôi không cần. Từ nhỏ tới lớn tôi không thấy ai kêu tôi đại đức mà tôi khoái bao giờ, không có. Thượng tọa cũng không có khoái. Bởi vì thượng tọa chứ tọa là ngồi trên, là ngồi, thượng tọa là ngồi trên, mà thật sự là thượng tọa chứ không phải là thượng tọa. Cái chữ mà thủ tọa hay là thượng tọa đó là chữ tọa, nó có cái bộ miên ở trên, nó giống như có cái nhà nó che trên cái chữ tọa. Gọi là thượng tòa thì cũng không khoái, còn hòa thượng cũng không có gì khoái hết. Cái chữ hòa thượng đó là tiếng Trung Hoa người ta dịch là lực sanh, chứ có cái ông gì ghê gớm lắm ở đâu mà mê cái chữ hòa thượng. Chữ hòa thượng là tiếng dịch âm của tiếng Phạn, mà cái chữ Trung Quốc thiệt á, người ta dịch ra là lực sanh, cũng gọi là thân giáo sư. Thân giáo sư có nghĩa là rồi cái người Trung Quốc ta gọi là sư phụ đấy. Thân giáo sư là cái ông thầy mà ông thầy mình rất kính, rất thương, mình coi như cha mình vậy. Thành ra cái chữ hòa thượng tôi dịch là thân giáo sư, là một vị thầy mà thầy sư phụ, mình kính như cha, mình trọng như cha. Thành ra cái người Trung Quốc người ta kêu thầy người ta gọi thầy người ta bằng sư phụ đó, là cái nghĩa thân giáo sư đó, là cái chữ hòa thượng đó. Còn một nghĩa nữa gọi là lực sanh đó, lực sanh là do cái vị thầy, cái vị sư phụ này nè, cái vị thầy mà mình coi như cha này nè, là đào tạo cho mình một cái số phước đức, một cái số trí tuệ, làm ra phước đức trí tuệ cho mình, làm cho mình sanh ra phước đức, làm cho mình được sanh ra trí tuệ, ta gọi là lực sanh. Người đó có cái năng lực làm cho mình sanh phước đức, sanh trí tuệ. Thế thì chữ hòa thượng ta dịch là hai nghĩa, một là lực sanh, hai là thân giáo sư. Thân giáo sư tức là sư phụ. Chứ có gì đâu, rồi người ta kêu tôi bằng thầy cũng vậy thôi. Rồi cũng có người kêu tôi bằng sư phụ cũng được, người ta quý người ta kêu bằng sư phụ cũng được. Còn bằng không người ta kêu bằng thầy, thầy tức là sư đấy, sư đó. Cho nên là đối với tôi là đại đức là từ nhỏ tới lớn không bao giờ tôi đếm xỉa cái từ đó. Thượng tọa từ nhỏ tới lớn cũng không hề đếm xỉa. Còn hòa thượng thì gần đây đó ta cũng kêu đấy, nhưng mà kêu chứ cũng không đếm xỉa luôn. Người ta kêu bằng thầy được rồi, còn người ta kêu theo Trung Hoa đó, người Tàu mà người Trung Hoa đó nè, thì người ta kêu bằng sư phụ đó. Tôi thấy cái đó cũng thân mật dữ đó nè, tốt á. Đó là tôi nói cái ý vậy đó. Cái kinh điển của tôi nó có thuận hành, nghịch hành, và mình học, mình phải học nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Cho nên tôi nói là tứ đế nó có cái vô sanh tứ đế, vô sinh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế, là mình phải học nhiều là vậy đó. Vô lượng tứ đế, khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng, diệt đế vô lượng, đạo đế vô lượng. Đụng đâu cũng là nhìn thấy kinh điển được hết, đụng đâu cũng nhìn thấy là chánh pháp để tu tập được hết. Đó, bây giờ đây nè, tôi bắt đầu tôi hướng dẫn các vị một bài đây nè nha. Nãy giờ là tôi gợi ý đó, tôi nhắc nhở cái ý mới nữa đó. Chứ có khi Phật tử thuộc kinh, học kinh nhiều đó, mà các vị vận dụng để mà ứng dụng, vận dụng kinh điển để mà ứng dụng,
còn thiếu kém dữ lắm. Cho nên có khi là sợ tội những cái mà không có gì tội hết trơn mà sợ tội. Mà sợ tội mà không trút cái cách sợ tội đó thì nó làm cho mình mất đi cái nhân phẩm của một con người đàng hoàng. Mình mất đi một cái tư cách của một con người. Mình tự sợ kẻ bề trên. Tự mình coi mình là thấp hèn, rồi mình sợ đủ thứ ông hết trơn. Ông thần gì đó mình cũng sợ, gọi là ông thánh gì đó mình cũng sợ, rồi gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mình cũng sợ, gọi là Thái Thượng Lão Quân mình cũng sợ, gọi là Cửu Thiên Quyền Nữ mình cũng sợ, gọi là Chúa Tiên Chúa Ngọc mình cũng sợ, gọi là Mẹ Sinh Mẹ Độ mình cũng sợ. Rồi cậu tài cậu quý ở đâu không ai biết mà mình cũng sợ. Vô tình cái mình đi mua con ngựa xương tre về mình để trên nhà mình thờ, hỏi thờ ngựa này chi vậy, nó để cho cậu tài cậu quý cởi đi du lịch chơi, rồi mua vàng mã với tiền vàng bạc đồ giả đó, đô la giả, tiền đồng giả, euro giả, bản anh giả đem về đốt để cho cậu tài cậu quý cởi ngựa đi chơi để gian xin cầu nguyện cậu giúp này kia, cậu hay là cậu cũng vậy thôi à. Đó, sự thật không có cậu, mà tại mình nói có cậu thì mình thờ vậy chứ. Chứ cậu đâu mà có. Cái đó khó nghe lắm đó. Khó nghe lắm. Nghe cái đó là phải đoạn từ gọi là thần kiến, biên kiến, tà kiến. Phải dứt từ tà kiến mới nghe cái đó nổi. Còn tà kiến mà không trừ bỏ được cái tà kiến đó, thì nghe cái đó là nổi giận, nghe tôi nói là nổi giận đó nha, là quăng băng quăng đĩa không nghe nữa, là bởi vì tôi nắm cái dây mực của Phật pháp tôi nẻ, mà những cái đó không phải là của Phật pháp. Cái gu, những cái u, những cái nằng đó, nó không phải là Phật pháp, thì nó phải bị gì mà nẻ. Mà nẻ rồi người ta đưa vô cơ máy, ta đưa một cái rẹt một hơi, là nó rớt cái u nằng nó ra. Thì làm sao mà mấy cái u nằng đó nó quăng lên cái gì mực được. Những cái cây công, cái gỗ công, những cái u nằng của cái cây gỗ đó không bao giờ quăng lên cái gì mực được. Đây, bây giờ tôi giới thiệu về các vị, bây giờ tôi nói về các cái bài thơ ở cái tập thơ 1 nha. Bữa hổm sự tình cờ thì không gì là bốc được cái tập thơ 2, rồi truyền đạt hổm dài là được 60 bài ở bên cái tập thơ 2. Bây giờ bắt đầu nói lại cái tập thơ 1 của Như Nguyễn Thiền Sư. Bây giờ mình nói cái bài này nó thuộc về cái trang 2 ha. Cái trang 1 là cái lời phi lộ. Các vị muốn đọc thơ của Như Nguyễn Thiền Sư chơi đó phải đọc cái lời phi lộ nhé. Lời phi lộ tức là cũng gọi là giống như là cái lời nói đầu vậy đó, là nói đầu sách vậy đó. Mà đọc cái lời phi lộ mới biết được cái ý tứ của Như Nguyễn Thiền Sư. Mà nói như Nguyễn Thiền Sư thì chứ không có Thiền Sư gì hết, gọi là Thiền Sư vậy thôi. Tại vì là cái ông Thiền Sư như Nguyễn này đó là chủ trương là chơi không à. Cái gì cũng chơi hết, tu cũng là tu chơi. Mà cái ngày nào đó mà gọi là thành Phật cũng là thành Phật chơi, chứ không có thành cái gì hết. Đó, tôi nói câu đó là người ta nghe giật mình sợ hãi đó. Mười phương chư Phật không có ông nào thành cái gì hết, không có ông nào thành Phật hết. Nhưng mà gọi là thành Phật vậy thôi, chứ kỳ thật là mười phương chư Phật không có ông nào thành Phật. Khó nghe ghê gớm đó, cái đó đó. Mà cái đó các vị mà muốn nghe cái đó đừng thấy sợ hãi, đừng thấy rùng mình á, thì lấy kinh Như Lai Viên Giác tôi đã giảng rồi, và cái bộ kinh tôi đã viết đàng hoàng về cái vấn đề đó. Mười phương Như Lai gọi là thành Phật chứ kỳ thật là không hề có thành.
chỗ đó là chỗ hãi hùng ghê sợ mà người thường không nói được. Giảng sư bậc tiểu thừa trung thừa không nói được cái đó, mà giảng sư phải có trình độ đại thừa mới nói được cái đó. Cho nên là tôi nhắc Phật tử là nghe, mình cởi mở cái lòng mình ra. Nếu từ trước tới giờ mình nghe tiểu thừa, trung thừa, thì bây giờ mình cố gắng mình nghe đại thừa. Mà mình đừng có dội bực bội, đừng có dội kỳ thị, đừng có dội phản đối chê trách. Mà mình nghe rồi phải cái bằng nghe rồi suy nghĩ rồi thấy nó đúng, rồi đó mình mới thực hành. Chứ còn không là mình phản ứng, nghe cái phản ứng nè. Ai mà dám nói mười phương chư Phật không có thành Phật gì á? Ai dám nói? Mà giảng sư Tự Thông này nói dễ dàng, không có gì sợ tội hết. Không có gì sợ tội với chư Phật hết. Bởi vì thật ra đó, tại các vị không có hiểu đó nha. Phật tử nào không hiểu cái đó là tại các vị chưa hiểu đó. Chứ Phật không có sợ cái câu đó đâu. Phật không có thành cái gì hết đó. Khi nào nói với các vị, nói với Phật tử thì nó Phật tử chưa thành Phật đó nha. Phật tử còn là chúng sanh, là phàm phu đó. Còn như là chư Phật Thế Tôn đây là đã thành Phật rồi đó. Nói là nói vậy, nói với các vị Phật tử vậy thôi. Chứ còn đối với Như Lai là ông nào nãy giờ mà cười cười, không có ông nào thấy mình thành cái con khỉ mốc vậy đó. Ông này giờ ông kia cười cười vậy, nó tại mình nói với tụi nó mình mới nói mình thành Phật, chứ mình đâu có thành gì đâu hả huynh. Huynh Di Đà nói với huynh Thích Ca, huynh Thích Ca nói với huynh Đông Phương Dược Sư vậy đó, với Dược Sư nói với huynh Đa Bảo, huynh Đa Bảo nói với là các chư Phật với nhau nói nhau dòm cười vậy đó. Mình đâu có thành gì đâu mà tại mình nói với tụi nó mình thành, chứ mình có thành gì đâu. Học hiểu được cái đó là các vị thấy mấy là nhẹ nhàng đấy. Còn nghe cái đó mà khó chịu, quăng dĩa, quăng băng, không nghe là các vị lỗ thôi. Tôi đã từng ví dụ rất là nhiều. Cái chân của mình là đạp cất chó, mình đạp cất người, mình đạp thêm ma thúi, thì mình mới là đặt vấn đề rửa là quan trọng. Chứ còn người ta không có đạp cất chó, không có đạp cất người, không có đạp thây ma thúi, chuột chết thúi, thì đâu có đặt cái vấn đề rửa là quan trọng. Và sự thật là rửa rồi nó cũng giống vậy, giống như cái không đạp vậy thôi, chứ nó có khác gì đâu. Anh đạp cất người, anh đạp cất chó, anh đạp các cái thứ thây ma chuột chết này kia, thì cái chừng anh thúi đó. Nhưng mà khi mà anh rửa cái đó rồi là tại vì anh đạp dơ anh mới rửa, nó thúi anh mới rửa. Mà rửa nó hết rồi thì nó giống như là cái chân chưa hề rửa gì hết, không cần rửa gì hết, tự nó sạch rồi. Thì có gì đâu mà người đó mừng cái chân mình đã sạch. Có sạch gì đâu mà sạch. Mình gọi là sạch thì là tại mình đạp dơ, mình đạp đồ dơ, đồ thúi, đồ tanh, đồ hôi, đồ đen đúa, rửa hết cái đen đúa, rửa hết cái thúi, cái dơ, cái bên hơi, thì nó bằng cái sạch mình không đạp. Thế thì là gọi là rửa, đâu có quan trọng gì đến được rửa. Mười phương chư Phật cũng vậy. Ta trở về cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, của Phật tánh, của thể tánh tịnh minh, vậy thôi chứ đâu có thành gì. Do vậy mà đây là kinh mà các vị tụng hoài thế này: vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái chữ vô trí diệt vô đắc là vô trí diệt vô đắc, có năm chữ thôi, nói lên một cái bầu chân lý vô tận, bao trùm hết cả mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật không có thấy mình tu cái gì hết, và mình cũng không có đắc, cũng không có chứng đắc cái gì hết. Nó ở trong chữ vô trí diệt vô đắc, ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh đấy.
Cho nên các vị không chịu thanh thiền là các vị chưa học nhiều đó, các vị sợ đủ thứ hết á, chứ người ta biết người ta có sợ. Cho nên đừng có can tôi, đừng có khuyên tôi, đừng có đụng mấy thầy, tôi không có đụng mấy thầy bao giờ. Đừng sợ tôi đụng Diêm Vương, ủa tôi cũng không có đụng cái ông Diêm Vương nào, bởi vì nó có Diêm Vương gì đâu mà tôi đụng. Tôi không có đụng trời Phật gì hết á. Bởi vì trong những cái tượng đó là đâu có ông nào trống đâu. Đơn hà đốt cái tượng như vậy chơi chứ đâu phải là đốt Phật gì đâu. Cái đó mà nghe hiểu được thì tu mới tốt rồi. Còn chưa hiểu là khó tu lắm. Chưa hiểu là mình tự thấy mình thấp hèn, mình lại lục gian xin cầu nguyện suốt mà không có thằng nào có cái quyền cho mình cái gì hết á. Bởi vì đạo Phật của chúng ta là phải nói như vậy đó, không có thằng nào cho mình cái gì được hết. Nếu cho là phải cho hết trơn nhân loại, là có phải 4 tỷ người cho nó sung sức bằng nhau, cho nó an lành hạnh phúc bằng nhau, thì mới gọi là mình là siêu nhân, là siêu nhiên, là bề trên, là vạn năng, là vạn đức. Nhưng mà không có cho được. Nếu cho được là những gì bề trên đó, người ta tấm lòng ta bao la vô tận, người ta thương, thì ta cho chung sức bằng nhau, hạnh phúc bằng nhau, đất nước thành bình bằng nhau, không có chiến tranh, không có giặc giả, không có giết hại lẫn nhau. Để đất ra thì cũng để nguyên, không cho sụp, phải giữ gìn bằng nhau. Dịch cúm gà thì không cho chết, bởi vì chết người ta nghèo lắm đó. Heo tay sinh không có, là vì để heo tay sinh như vậy là dân nó nghèo lắm đó. Nhưng mà sự thật không có cái bề trên. Nếu bề trên mà có lòng thương, lòng từ thì không có để cho ta khổ vậy. Do vậy cho nên là cái chân lý của vũ trụ là vấn đề, là chân lý của nó đó là sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Đó là cái pháp nhĩ như thị. Đạo Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Dạng pháp nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó dị như thế, nó diệt như thế. À, chứ không có cái ông gì trong hết. Con người cũng vậy, nó sanh như thế, nó già như thế, nó bệnh như thế, nó chết như thế, không có cái ông gì hết. Do vậy cho nên ngủ quẩn gia không, ngủ ấm vô ngã, chẳng có cái ông gì hết. Cái đó là cái then chốt của những người học Phật. Mà đệ tử Phật học dù bao nhiêu ngàn bộ kinh đi nữa, bao nhiêu ngàn lần nghe giảng nghe pháp đi nữa, Mà quên cái đó, lơi cảnh giác không hiểu được cái đó, là tu hoài, gọi là tu ghê gớm lắm, mà chỉ là luống công vô ích. Rồi bây giờ tôi nói cái bài thơ đây nha. Bài thơ này gọi là bài thơ Rừng Thông, Chơi Rừng Thông. Nhìn Rừng Thông. Nhìn cái rừng thông là mình có ra bài thơ. Vậy thì cái bài thơ là Rừng Thông ha? Mình nhìn thấy rừng thông, nó cũng là cái đề tài để cho mình tu tập nữa. Tôi nói như vậy thì các vị hỏi tôi nói vậy là có ngụy biện không? Không. Không phải có ngụy biện. Nhìn rừng thông cũng vẫn là đề tài tu tập. Hỏi dựa vào đâu? Thì tôi nói hoài mà. Kinh Bát Hoa nói rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mình nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió thoảng, nhìn qua trôi nước chảy gì đều là có thể là cái đối tượng để mình quán chiếu, mình tư duy, mình tu tập được hết. Tại nên mình nhìn rừng thông mình cũng là một cái đối tượng để mình tư duy, quán chiếu, tu tập. Cho nên rừng thông cũng là một đề tài để tham thiền nữa. Thế thì cái bài này đấy nha, cái bài này gọi là Rừng Thông ha. Cái này là hồi tôi mới lên đó mà. Hồi tôi ở Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới lên Lâm Hà nè, ngày 5 tháng 5, năm Đinh Hợi. Cái ngày tôi bước chân lên đây nè, bước chân lên ở chỗ Liễu Liễu Đường, cái đồi Tà Dương này nè,
thơ rằng: rừng thông quý một màu xanh mơn mởn. Tôi ở miền Tây mà, quê tôi ở miền Tây, rồi tôi đi dạy học ở Trà Vinh cũng bao nhiêu năm, cũng là thuộc về miền Tây nữa, rồi tôi đi ngược về Sài Gòn, rồi cái tôi đi trích lên cái phía miền miền đông của Nam Bộ là Bình Dương ha. Cho nên là cái xứ đó không có rừng, không có rừng, không có biển, mà muốn biết biển là phải đi biển rất là xa. Có người từ nhỏ tới lớn không hề thấy biển bao giờ, có người từ nhỏ tới lớn không hề thấy rừng bao giờ, có người từ nhỏ tới lớn không hề thấy núi bao giờ. À, cái quê tôi nói vậy đó. Mà do vậy mà khi mà tôi thấy được cái đi Đà Lạt á, đi các cái tỉnh cao nguyên Đà Lạt thông đồ nhiều á, ôi thấy thích lắm. Thấy cây thông là, thấy rừng thông là tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng hết sức vậy nha. Và ngồi ở dưới lá thông nó rụng, lá thông nó rụng nó sạch trơn nè, ngồi giống như ngồi trên chiếu vậy đó, thậm chí là còn sạch hơn là cái chiếu mà mình không có săn sóc. Mình chiếu mà mình không săn sóc, mình không lao không giặt ha, nó có thể dễ dưa. Còn cái lá thông á, mình ngồi là nó sạch lắm. Cho nên với tôi là tôi mê cái cây thông, cái màu xanh của thông và cái lá thông rụng, đi chơi trong rừng thông, ngồi trên lá thông thích lắm. Cho nên tôi thấy thông cái tôi gọi là rừng thông quý, một màu xanh mơn mởn. Lão sơn tăng an lành trụ chốn thâm u. À, tôi lên đây là ối cái hồi mà tôi mới lên đây là cỏ, cái đồi thông tôi ở là cỏ, nghĩa là mình lũi vô trong là mất á. Cái chỗ tôi ở rồi hồi mới lên là mình lũi vô trong là mất á, nghĩa là cỏ dớn lại với cây đót với cái sậy rồi nó ngang đầu á. Có chỗ nó cao hơn đầu, có chỗ ngang đầu, mình lũi trong là mất người. Cho nên là mình thấy ban đầu nó như thâm u ghê gớm lắm vậy. Lão sơn tăng an lành trụ chốn thâm u, kể từ đó là tôi là sơn tăng. Sơn tăng là mình thành là cái ông mà kêu bằng nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u phí trường tòng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Cái bài đó chứng đạo ca, tôi đọc cái bài đó hồi đó tôi nao nao trong lòng, tôi ước ao được giống như cái bài đó. Cái bài đó tôi dịch là: vào rừng thẳm trụ âm thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gập đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Đó là cái bài mà tôi dịch cái bài của Quyền Giác Thiền Sư đó. Mà các vị không có học chữ Nho, các vị không có thấy, chưa học chữ Nho rồi mà đọc những cái chữ Nho nó có cái nao nao xúc động trong lòng khó tả lắm. Nhập thâm sơn, cái chữ thâm sơn là đọc mình thấy nó nao nao trong lòng mình, nó háo hức, nó ngộ lắm. Nhập thâm sơn trụ lan nhã. Lan nhã là cái chỗ tôi bây giờ đây tôi gọi là liễu điêu đường đó, chứ đây là thật sự là lan nhã đó. Chứ lan nhã là cái chỗ tĩnh mịch, vắng vẻ, êm đềm, mà không có chung cả với nhiều người để sống bôn ba trong cái chuyện mà tiền tài, sắc dục, danh lợi, thị phi, nhân ngã, phải quấy hơn thua tốt xấu, không có cái đó. Nó xa lắm được cái đó. Thì cái chữ lan nhã là vậy đó. Lan nhã là cái cảnh tĩnh mịch, để cho những cái người mà thích tĩnh mịch, yên ở, mà
mà tư duy, mà tính tọa, mà tu hành đó, thì gọi là La Nhã, nhập thân sơn trụ La Nhã. Đọc câu đó, hồi ở đồng quê đọc câu đó mà cái người biết chữ Nho đó nó cảm thấy háo hức xúc động. Rồi còn cái câu này nó xúc động hơn nữa nè: sầm ngâm u thí trường tòng hạ. Đọc tới cái chữ sầm ngâm u thí đó, trong cái lòng nó nao nao, nó mang mát. Tại ý mình thích, chứ còn người khác người ta không thích không có gì, đừng có nói bất công. Cái này tại cái ý mình thích mà. Sầm ngâm u thí trường tòng hạ, nghĩa là vừa có núi, vừa có đồi, vừa có rừng, vừa có tĩnh mịch sâu thẳm, mà lại có cây tùng nữa. Cây tùng tức là cây thông nè, cây thông tức là cây tùng đó. Sầm ngâm u thí trường tùng hạ, ở dưới cội tùng bên gộp đá bóng râm che. Cái chữ đó thì dịch là bên cội tùng, dưới cội tùng bên gộp đá bóng râm che. Sầm ngâm u thí trường tùng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Làm tăng quê ở đây là lão sơn tăng an lành trụ chốn tham u. Năng với cái chữ làm tăng quê vui trong tĩnh tọa, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Thế thì khi mà tôi vừa bước lên tới đây đó, là tôi thấy cái cảnh mà được cái thông này là tôi trong lòng tôi mừng lắm. Mà bây giờ thì các Phật tử cũng như là các thầy ở đây đó mà, người ta cũng giúp đỡ. Bây giờ tôi ở cái chỗ này là coi như nó an rồi đó, an lành rồi đó. Ở đây là nhập thâm sơn trụ La Nhã rồi đó, sầm ngâm u thí trường tùng hạ rồi đó. Thành ra cái bài này là rừng tân quý, một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an lành trụ chốn thâm u. Cảnh xâm lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Đây, tôi đọc cái bài này, tôi làm đầu tiên ở tại cái đồi Tà Dương. Cái đồi Tà Dương là tự tôi đặt thôi, chứ mới đặt, mình mới đặt tới đây mình mới đặt cái mà gọi là cái đồi Tà Dương. Bởi vì bên kia nó có cái chùa Bửu Sơn, nó đối diện với mình. Mà chùa Bửu Sơn thì nó ở về mặt trời vừa mọc thì nó đụng cái chùa Bửu Sơn trước. Còn cái đồi mình ở đây đó là phải mặt trời xế thì nó mới ở trên cái đồi của mình. Cho nên nói cách khác là cái đồi Bửu Sơn nó ở về nó cận đông hơn. Còn mình đó là viễn đông, mình mà phải đi mấy tiếng hồ mặt trời đi thì nó mới cái mặt trời nó mới ở trên cái đồi của mình. Cho nên tôi đặt tên là đồi Tà Dương. Còn cái chỗ tôi ở đây gọi là Liễu Liễu Đường đó, là các vị mà có học có nghe cái chứng đạo ca đó là các vị biết à. Hai chữ liễu là cái gì? Là liễu liễu kiến vô nhất vật. Liễu liễu kiến vô nhân diệt vô Phật. Liễu liễu kiến đại thiên xa giới hải trung Âu. Liễu liễu kiến nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Đó, cái bài đó cô Huyền Giác Thiền Sư đó, có nghĩa là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Đó là hai chữ liễu rồi đó. Rồi hai chữ liễu nữa nè: cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Đó, thành hai chữ liễu rồi mà nó nhồi nhồi ở trong bốn cái câu thơ đó, là để nói lên rằng mà cái người tu hành theo Huyền Giác Thiền Sư đó, trong cái bài đó đó, có nghĩa là mình phải chuyển hóa cái bản ngã của mình, nó trở thành vô ngã. Chuyển hóa thế nào để cho cái nhận thức của mình thấy vạn pháp nó trở thành vô pháp, tức là vô ngã và vô pháp, đừng chấp ngã và đừng chấp pháp. Gọi là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, đó là phải chuyển hóa cho mình thấy được cái giải pháp là vô pháp, không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Là mình thấy không thấy có con người, không thấy có cái thực chất của ngũ quẩn, của ngũ ấm, và Phật trời cũng không có. Cho nên là Phật tử sợ tôi nói rồi đụng tới Phật trời, chứ không có Phật trời, không có.
thật là con người mình đó nè, 8,4 tỷ người trên thế giới bây giờ đều có khả năng thành Phật đó. Vậy là Phật là con người, ngoài con người ra không có tìm ở đâu có Phật. Trong con người nó vừa là có Phật chất mà nó vừa có Phật tánh, là do con người, ở trong con người chứ không tìm ở ngoài được. Do vậy cho nên nó mình nói rằng không có Phật trời chi đó, không có cái gì tội hết đó, đừng có sợ tội. Thành thánh cũng là mình, bởi vì Bồ Tát cũng là mình, cũng là mình thành Bồ Tát chứ ai. Mình tu cái hạnh lục độ vạn hạnh là mình là Bồ Tát, rồi mình tu cái giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên là mình là thanh văn, là duyên giác. Còn mình tu thập thiện thì mình là trời, mình hưởng cái an lạc phước báo của trời. Còn mình tu nhân thừa tam nguyên ngũ giới thì mình hưởng cái phước báo của tam nguyên ngũ giới, là địa vị con người, hoàn chỉnh con người, con người tốt ở trong xã hội. Còn nếu mà mình tệ hơn, mình không giữ gìn được tam nguyên ngũ giới ha, thì mình là hoặc là sống bằng cái đời sống khổ như địa ngục, hoặc là cái đời sống tệ hại buồn khổ như là ngạ quỷ, tệ hại như là súc sanh. Thế thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Thánh, tức là từ phàm phu cho tới hiền, cho tới thánh, cho tới Bồ Tát, cho tới Phật cũng là mình. Do vậy mà cái quyền giác thiền sư đó là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Còn cõi đại thiên này là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nó bao trùm hết cái thành trụ hoại không. Cho nên là cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm, vì vậy mà nó sụp đất nay chỗ này, mai nó sụp chỗ kia, mốt nó sụp chỗ nọ, hôm rày nó sụp Trung Quốc, rồi bão ở Myanmar, rồi bây giờ nó sụp ở bên Mexico, bên Nam Mỹ nữa, rồi còn động đất ở Indonesia mới nghe tin đây, nhưng mà nhờ nó động ở giữa rúng biển đó, cho nên thiệt hại người chưa nghe. Thế thì cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm là vậy đó. Hiền cái thánh như những tia điện nhé, là do mình làm ra ông gì, là do mình chứ không có cái ông gì hết đó. Không có ông gì ngoài mình hết đó. Phật tử nghe cái đó đó chứ, nghe cái đó là phải thiền định để nhận thức đó. Chứ sợ tụng lâm không có được, đừng sợ. Ủa thế thì tôi mới giới thiệu cô mấy câu này tôi chưa triển khai là đã hết giờ rồi. Hết giờ rồi thì xin chúc các Phật tử là cởi mở lòng ra để tiếp thu thử, rồi tư duy quán chiếu thử, thấy nó đúng các vị ứng dụng đi, rồi các vị thấy cái việc tu hành của đạo Phật nó vừa nhẹ nhàng vô cùng mà nó đem lại cái hiệu quả rất là lớn, chứ không có giá lại. Cầu nguyện văn sinh bất cứ cái thằng nào đạo Phật không chủ trương. Nói như vậy đó các vị là giật mình nữa. Không có thằng nào cho mình cái gì hết á, có con nào hay là ông nào, cái từ nào cũng vậy thôi à. Không có ông nào cho mình cái gì được hết á. Nếu cái ông đó là lành, là phước thiện, là thiêng liêng, là mở rộng lòng á, thì phải cho hết 8,4 tỷ người, ai cũng đều sung sướng như nhau, ai cũng đều hạnh phúc như nhau, ai cũng đều an lạc không hề có khổ giống nhau. Bởi vì người ta là hiền thánh, người ta là bậc bề trên, người ta là một cái lòng thương bình đẳng, thì ta phải cho giống nhau chứ, ta ban phước giống nhau chứ. Nhưng mà sự thật người ta ban không có được. Vì vậy cho nên là ai làm theo năng lực là hưởng theo lao động à, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít à, làm ruộng nhiều chục công thì là lúa lấy lúa ngàn, còn làm một hai công thì là lấy lúa chục lúa trăm, đủ ăn thôi. Cà phê cũng vậy, xứ tôi đây là ai trồng cả 5-10 mẫu thì bán lấy tiền nhiều, còn ai trồng 1-2 mẫu thì là đủ chi tiêu trong nhà, nó không có dư. Đó là làm theo năng lực, hưởng theo cái thành quả công sức của mình bỏ ra, chứ không có cái ông gì, cái bà gì, cái chị gì, cái anh gì cho mình được hết trơn. Nếu cho được là ta sẵn sàng ta cho đó chứ, ta cho bình đẳng với nhau, hạnh phúc như nhau.
chỗ đó dễ quá mà các Phật tử mà thiền định không nổi thì tôi cũng không biết sao nữa. Thôi hết giờ rồi, gần đây chúc các vị thanh tâm thường an lạc và tinh tấn, ráng mà tư duy mà thiền định, rồi chúng ta sẽ thấy chân lý trên bước đường tu tập chúng ta không còn khó nữa. Xin chúc các vị an vui hạnh phúc. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngành ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Như ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa an phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng, cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa an phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Thân con người luôn tựa an phù vân, mai phút giây còn ở chốn.